Có một câu hỏi mà hôm nay chú Năm mới trả lời cho các bạn được là lắp đèn chợ sáng L4 Cũng ít. cho xe đạp điện và cho xe Honda có khác nhau không chú Năm? Thì tương đối giống nhau nha các bạn. Trước tiên các bạn á, tìm một vị trí nào phù hợp, mình thích gắn chỗ nào á, thì mình gắn chỗ đó. À, mà cái chỗ đó đặc biệt á, là phải tăng đưa chỉnh lên xuống cho thấy rõ ha, nó không cọ đâu hết ha. Sau đó các bạn mở cái đầu đèn ra, xe Honda hay xe đạp điện cũng vậy, các bạn mở cái đầu đèn ra, mình tìm cộng dây mát ha. Xe đạp điện á, là thông thường dây mát là cộng dây đen, còn xe Honda dây mát của mình là dây màu xanh nha, xanh lá. Đây là xe đạp điện, các bạn cắt cái dây đen của bóng đèn chợ sáng ra, mình nối vô dây đen mát của xe đạp điện nha. Các bạn có thể dùng một quẹt hơ lửa và mình quấn lại, dùng băng keo quấn chặt cái mối nối lại. Sau đó các bạn tìm dây sau ổ khóa, dây sau ổ khóa của xe này là dây trắng hoặc là dây màu xanh tùy theo xe nha các bạn. Khi các bạn bật chìa khóa lên một nấc thì xe chạy, mình bật nấc hai thì đèn sẽ sáng. Đó là câu đúng theo xe này nha. Còn có những bạn câu công tắc phụ thì tùy. Còn xe Honda thì các bạn cũng tìm dây mát là dây xanh lá và dây sau khóa là dây màu đen nha các bạn. Khi mở chìa khóa lên là có dây màu đen, nó có điện. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video.